Và chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai trong nội dung solo CDA giữa thủ Trần Quang Minh với thủ Nguyễn Tấn Cảnh. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho thủ Trần Quang Minh ở trong nội dung này, và đang là 4-0 sau hai nội dung solo random và AC dành cho Trần Quang Minh. Và nếu như thắng nốt hai trận nữa thì Trần Quang Minh sẽ có mặt trong vòng thi đấu bán kết của giải đấu Atlantic 2018 khu bóc bộ 5. Và mình đã trở lại với các bạn rồi, bàn máy của thủ Trần Tuấn Cảnh bài đấu AC ăn quả, các bạn thấy rồi, quả đôi. Một bên có 5 cây, bên 2 cây, hiêu đầu thấy rồi, bọn cũng hiêu đôi luôn. Bên 6 con, bên 1 con. Rừng dừa và một cái rừng thông hướng xuống góc 6 giờ. Đền nhất nhìn qua cái thế nhà là hơi xấu nha. Đang tập trung để đưa bầy hiêu đầu về nhà chính đến từ game thủ Nguyễn Tuấn Cảnh. Thêm một bầy hiêu nữa ở đây. Và thấy thêm một cái rừng. Nguyễn Tuấn Cảnh đang thi đấu hơi dưới cơ. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì đối đầu với game thủ Trần Quang Vinh. Tiếp tục lùa hiêu về không? Đóng S đầu nào. Lùa hiêu về xong còn đóng S đầu nữa. Đang đi dò thêm, hy vọng sẽ có bãi quả. Giờ thấy bãi quả đủ đồ luôn. Ba hiêu về nhà chính rồi. Rừng đẹp nó hơi xa nhà. Rừng đẹp nó hơi xa nhà dành cho game thủ Nguyễn Tuấn Cảnh trong trận thi đấu này. Và xin chào tất cả các bạn. Hello anh em. Không biết giờ này anh em đã ăn trưa, ăn uống đầy đủ chưa? Chiều nay thì các game thủ team KTV cũng sẽ ra sân trong kèo đấu 4-4 với team 6699. Rồi đây hết đầu. Dân đi dò đã gặp sư tử. Rồi quay lại phi luôn. Rồi. Rồi. Dân cầm máu về rồi. Chưa đủ gỗ đóng hết đầu. À đủ. Thiếu tí kìa. Rồi còn hiệu thứ tư về nhà chính rồi. Ngon đấy. Hết đầu đóng rồi. Thêm cái rừng già ở đây nữa. Anh em xem có thấy ổn không? Có giật lag gì không anh em? Nếu giật lag gì các bạn comment cho mình biết nha. Hello các bạn. Không biết anh em thấy giật lag gì không? Và nó kéo dần lên ăn thêm 7 hiệu nữa. Rồi. Rất tốt. Phi nốt nào. 2, 4, 6 con hiệu trên này. Hiệu đầu 7 con thì anh mới đưa về được 4 con, còn 3 con nữa thì anh chưa đưa về được. Và thêm một dân nữa đi dò, vẫn đang thiếu đồ thì Nguyễn Tuấn Cảnh. Thiếu đồ quá. Bên kia 24 dân đến từ Trần Quang Vinh 20%. Nhưng đội bạn là có SH. Còn Nguyễn Tuấn Cảnh thì bây giờ mới lấy được SH đối phương. Góc 6 giờ không có quả. Rồi bạn này đói luôn. Thêm 7 hiệu nữa, bài 3 hiệu thì gặp Adrian. Vâng, đóng một chiếc BS2 để ăn 3 con hiệu. Khá là tủ tội với cái 7 hiệu đầu này. Và đây sẽ là vị trí đặt chiếc BS thứ 3. Bài ăn 3 hiệu của Adrian để có thể lên đời. Thực ra đây là bài xấu, nhưng bài đẹp thì mình nghĩ là game thủ Nguyễn Tuấn Cảnh vẫn thi đấu tốt thôi. Chẳng qua em gặp toàn bài xấu à. Đã yếu còn đen, quá nhọ cho bạn à, cuộc sống mà. Vâng, có 4 con hiệu ở đây, anh định làm gì? Vâng, lùa về BS2 á. Ai dạ. Sao không phải là đặt một chiếc BS thứ 3 ta? Xin lỗi, đặt một chiếc BS thứ 4 ta. Gỗ đang nhiều vô kể này. Như vậy là quyết tâm lùa về rồi. BB tôi chưa thể đóng. Thế nào bắt tay lùa hiệu đã. Rồi như vậy anh em comment khá là ok ở đấy. Rồi. Thêm 2 hiệu đưa về đây. BB đóng xong rồi. Đóng nhà điều kiện thôi. 500 gỗ. Đây là BM. BA đóng luôn đây rồi. Quả đầu bây giờ mới ăn xong này. Úi trời ơi. Quả đôi còn gì nó khác biệt quá. Rồi bạn chắc lên đời lâu lắm. 27 dân rồi, lên được một lúc rồi. Ghê thật. Hai BA. Rồi bạn 27 dân chưa?
công nghệ rồi, bạn đã nâng cái chặt gỗ trước rồi, xong trước rồi. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là game thủ Trần Quang Minh kích đời sớm hơn và nâng công nghệ sớm hơn, lên đời lực sẽ khỏe hơn. Cái này vẽ được 4 cái ruộng thôi, nhầm, xin lỗi các bạn, 7 cái ruộng. Vẫn đang ra thêm tăng thêm BA ở đây. Chặt gỗ lên xong, gần xong rồi, bây giờ mới gần lên xong chặt gỗ khi các bạn lên xong được một lúc rồi. Có SH đi dò nhà đối phương nhưng mà chưa thấy, nhưng đối phương biết nhà anh rồi, khả năng đối phương nằm trong góc 9 giờ là rất cao của thủ Trần Quang Vinh. Trận này thì tôi cũng chờ xem cái thủ Nguyễn Tuấn Cảnh sẽ làm gì để đối đầu lại một Trần Quang Vinh. Lên đời xong cấp cái bánh xe rồi bạn lên đời trước cái thủ Trần Quang Vinh, xin lỗi Trần Nguyễn Tuấn Cảnh, phải tầm nửa phút 30 giây gì đấy. 4 BA thôi à. Vâng, như vậy chỉ có 4 BA thôi, không nhiều hơn. Vâng, cộng hết dần trong nhà chính rồi, tiếp tục cộng thêm dần nữa. Chuẩn bị lên chặt gỗ xong, nhưng mà tôi vừa thấy cái gì tò tí tè. Có màu 2 vừa xuất hiện đây, bắn cái gì đó. Vâng, sắp cung R nào. Rồi, như vậy cung R bạn đến nhà luôn, 4 con. Còn có 7 em bắt dân luôn này, hổ báo thế. Vâng, như vậy là bay ruộng chính luôn tuần đầu. Gỗ thì nhiều, nhưng bây giờ thì lấy đâu ra thử để xong quần đây. Chỉ phải đến bay ruộng chính ngay tuần đầu tiên. Tuần thứ hai là bạn sẽ đánh vào bay gỗ của anh. Đấy, dân vẫn đang đứng chơi. Rồi, có tuần đầu đẩy đi luôn 4 con. Yes. Và tỷ số là 2-0 ở đội Ung Solo EC dành cho game thủ Trần Quang Vinh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo trong cuộc đấu này. Rồi thôi em nghỉ đây, không được. Nghỉ đây là xem xét thái độ với ban tổ chức ngay.